Nếu bạn có chuyến du lịch về Long Hải, Vũng Tàu, nơi có nhiều cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và có các cảnh chùa rất đẹp, thì bạn cũng đừng quên ghé viếng chùa Tịnh Xá Ngọc Hải. Đây là một trong những điểm du lịch tâm linh rất nổi tiếng của thành phố biển Vũng Tàu đó các bạn. Tịnh Xá Ngọc Hải tọa lạc số 1008 đường Võ Thị Sáu, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tịnh Xá Ngọc Hải do Ni Sư Trưởng Thích Nữ Huỳnh Liên thành lập năm 1960 và hiện tại trụ trì là Ni Sư Thích Nữ Chí Liên, là nơi tu học an tịnh của Ni Chúng, hệ phái khất sĩ Ni Giới. Năm 2002, Tịnh Xá Ngọc Hải hoàn thành việc xây dựng bảo tháp Xá Lợi Phật hình bát giác 6 tầng, cao 26 mét, thờ Xá Lợi Phật, Kinh Tạng, Bộ Kinh Nguyên Thủy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền dạy trong 45 năm truyền giáo. Vị trí Tịnh Xá Ngọc Hải nằm sát mặt biển Long Hải, nên Tịnh Xá Ngọc Hải luôn có bầu không khí trong lành và mát mẻ. Tịnh Xá Ngọc Hải tọa lạc trên diện tích 1.300 m². Ban đầu, Tịnh Xá Ngọc Hải được dựng tạm bằng tre, gỗ, lợp mái tôn thiếp. Và nhưng sau này, Ni Sư trụ trì cùng các đệ tử tu hành tích tụ công đức, được các tử gần xa phát tâm cúng dường, Tịnh Xá dần được xây dựng thành một ngôi chùa rộng rãi, kiên cố, khang trang như ngày nay. Mến chào cả nhà. Hôm nay mình có duyên đi một chuyến du lịch ở thành phố biển Long Hải đó, cho nên mình đã ghé viếng Tịnh Xá Ngọc Hải. Thì đây là một ngôi chùa cũng không rộng lớn lắm nhưng mà rất trang nghiêm, rất đẹp và rất thoáng mát ha các bạn. Ngôi chùa có lối kiến trúc đơn giản, rất truyền thống của lối kiến trúc chùa chiền truyền thống Việt Nam, nhưng vẫn toát lên được vẻ đẹp bề thế trang nghiêm giữa lòng đô thị Long Hải, thành phố Vũng Tàu. Điểm nhấn của kiến trúc Tịnh Xá Ngọc Hải là giường tượng Lâm Tỳ Ni diễn tả cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ lúc Ngài còn là Thái tử Tất Đạt Đa đản sanh, bước đi 7 bước, dưới chân nở 7 đóa hoa sen tươi thắm, chư thiên đến trải hoa chào mừng. Trong đó ấn tượng nhất là tượng đài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, tượng cao 8 mét và rộng 5 mét.
Tòa nhà chánh điện Tịnh Xá Ngọc Hải được thiết kế theo lối cổ chùa chiền Việt Nam và có mặt hướng ra biển Đông, biển Long Hải, Vũng Tàu. Tầng trệt thờ Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát. Khu vực lầu 1 của tòa nhà chánh điện thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khuôn viên của khu vực tòa nhà chánh điện thì hết sức trang nghiêm và có mặt hướng ra biển đó các bạn, cho nên không khí ở đây hết sức là trong lành và rất mát mẻ, rất thoải mái khi đến viếng chùa, phải không các bạn? Kết thúc chuyến hành trình là hình tượng Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát có mặt hướng ra biển Đông như đang giang tay cứu giúp và phổ độ chúng sinh.